Hành trình tuyệt vời của huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ U23 Việt Nam đã khép lại thật đẹp, thật kỳ diệu trong sự tự hào, niềm yêu thương và chào đón của tất cả những người hâm mộ Việt Nam. Cho đến ngày hôm nay thì mạch cảm hứng đó vẫn chưa thể ngừng lại khi trong sáng nay người hâm mộ lại tiếp tục được tương tác với các tuyển thủ tiền vệ Nguyễn Quang Hải, trung vệ Bùi Tiến Dũng và hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Sự kiện do Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam tổ chức. Tại buổi giao lưu, tiền vệ Quang Hải đã không giấu được cảm xúc của mình khi chia sẻ về sự chào đón của người hâm mộ Việt Nam trong suốt những ngày qua và lòng quyết tâm của tuyển U23 Việt Nam tại giải đấu lần này, dù thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Chưa bao giờ trong cuộc đời em đá bóng mà lại phải đá vào cái thời tiết lạnh như thế này. Tuyết rơi như thế và nhưng mà bố mẹ em luôn động viên em là bây giờ mình không phải đá cho bản thân mình nữa rồi. Tại vì sau lưng mình còn rất nhiều người và còn người dân Việt Nam nữa. Nên bọn em phải cố gắng rất là nhiều. Bọn em phải vượt qua chính mình. Trung vệ Tiến Dũng cũng cho rằng để có được kết quả như ngày hôm nay là do sự chung sức, đồng lòng của cả đội tuyển. Vì tinh thần dân tộc và vì tình đoàn kết lên cao thì dù thời tiết có khắc nghiệt đến đâu cũng sẽ không ngăn được ý chí quyết tâm của các tuyển thủ. Để nói trận chung kết thì bọn em cũng thấy là cái thời tiết rất là khó khăn cho bọn em. Nhưng mà bọn em nghĩ nếu mà tuyết như này thì cả hai đội cũng đều gặp khó khăn. Mặc dù là đội bạn có thể là đá thời tiết ở tuyết quen hơn nhưng mà bọn em phải đồng viên nhau quyết tâm đá với thời tiết như thế. Đó là tinh thần của người trẻ Việt Nam, không đầu hàng trước khó khăn, tất cả vì mục tiêu phía trước, dù có phải đánh đổi bằng cả mồ hôi và nước mắt, nhưng không nao núng, quyết chiến đấu để giành lại vẻ vang cho dân tộc. Nhiều khi thật sự ở trên sân có những lúc mà các em chạy không nổi, các em vẫn phải chạy, chạy cho đến hết giờ. Thì đó là thật sự chúng tôi ban huấn luyện, đặc biệt chúng tôi ban huấn luyện, chúng tôi cũng cảm ơn các em rất nhiều, tại vì các em thi đấu quá cảm. Tinh thần quả cảm ấy của các danh thủ U23 Việt Nam còn được cộng đồng mạng và báo giới nước ngoài ghi nhận với những lời có cánh. Như chúng tôi rất tôn trọng các cầu thủ Việt Nam, họ đã trở thành người hùng không chỉ ở Việt Nam mà còn ở toàn bộ châu Á. Hay Việt Nam thi đấu như những nhà vô địch, các bạn đã làm nên lịch sử sau mỗi trận đấu trôi qua.